xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin đại diện nhóm 1 để trình bày về đề tài nghiên cứu của nhóm mình, đó là ảnh hưởng của COVID-19 đến tình hình xăng dầu tại Việt Nam. Đây là một nghiên cứu điều tra xem liệu rằng dịch bệnh virus corona hay còn gọi là COVID-19 có ảnh hưởng gì đến sự thay đổi giá cả xăng dầu trên thế giới hay không. Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu có liên quan đến tình hình dịch bệnh, giá dầu thô trên thế giới để chứng minh cho nghiên cứu này. Từ kết quả nghiên cứu, ta có thể xác định rằng có sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến giá xăng dầu trên thế giới. Bằng phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu để làm rõ cho ý tưởng này. Và mục tiêu của bài nghiên cứu là nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sự biến động giá cả xăng dầu trên thế giới cũng như là Việt Nam trên cơ sở những dữ liệu thực tiễn hiện nay. Nhắc đến COVID-19, chắc hẳn ai cũng đều biết đúng không ạ? Thì COVID-19 được phát hiện đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc và hiện đang là một đại dịch có quy mô trên toàn cầu. Theo WHO và dựa vào 17.000 trường hợp ở Trung Quốc thì có 15% nghiêm trọng, 3% nguy kịch và 82% nhẹ và số lượng người bị nhiễm và tử vong do dịch bệnh ngày càng tăng cao. Không chỉ thiệt hại về người mà nền kinh tế của các nước cũng bị thiệt hại nặng nề. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, các hoạt động xuất nhập khẩu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, ngành công nghiệp dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. COVID-19 khiến cho giao thông, vận chuyển, nhà máy sản xuất đều hạn chế hoạt động. Điển hình, giá dầu WTI giảm 0,7% xuống còn 19,5 USD một thùng, giá dầu Brent giảm 0,5% xuống 27,5 USD một thùng. Đồng thời, nhiều tác động từ kinh tế khác làm giảm giá xăng dầu. Các nhà máy lọc dầu như Dung Quất, Nghi Sơn phải giảm năng suất hoạt động, giảm nhập khẩu để phù hợp với thị trường tiêu dùng hiện tại. Vậy, dịch bệnh này đã tác động thế nào đến giá cả xăng dầu và mức độ ảnh hưởng của nó ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé! Theo tất cả các bạn biết thì Trung Quốc hiện đang là một nước rất là phát triển và được biết, Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu dầu khí lớn nhất nhì thế giới, thị trường ô tô lớn, phát thải carbon lớn. Điều này đã đẩy giá xăng dầu xuống thấp nhất, xuất phát từ việc giảm du lịch, giảm đi lại, giảm hoạt động kinh tế và giao thông. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc nhập kỷ lục 10,12 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong năm 2019, chỉ sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm hơn 2% vì lo ngại đại dịch COVID-19 sẽ làm giảm nhu cầu của Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. COVID-19 vẫn đang ngày càng lan rộng trên 200 quốc gia. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, trên toàn thế giới ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm bệnh, chưa trừ trường hợp đã khỏi và xuất viện. Hiện nay, tại Việt Nam, hầu hết tất cả các cửa hàng, quán xá đều đóng cửa, hạn chế tiếp xúc và ra đường hầu như chỉ khi cần thiết. Nhiều công ty sản xuất phải điêu đứng, buộc phải đóng cửa, các ngành sản xuất đều trì trệ. Theo kết quả khảo sát nhanh của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, nếu dịch bệnh kéo dài 6 tháng thì gần 74% doanh nghiệp trả lời có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù đắp chi phí hoạt động. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2, đại dịch COVID-19 đã khiến cho ngân sách Việt Nam bị mất khoảng 150 tỷ đồng mỗi ngày so với tháng 1. Bên cạnh đó, tồn kho xăng dầu ở nhà máy lọc dầu Dung Quất với mức trên 90% và buộc công ty phải gửi hàng đến các kho chứa khác nhằm đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn. Điều này dẫn đến phát sinh chi phí, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đến ngân sách nhà nước bởi GDP từ hoạt động kinh doanh xăng dầu mang lại là không hề nhỏ. Ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức vô cùng lớn bởi những ảnh hưởng tiêu cực của virus corona. Qua những số liệu và dữ liệu cho thấy, dịch bệnh COVID-19 với quy mô toàn cầu đã gây ảnh hưởng đến giá xăng dầu thế giới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ vậy, trên thực tế cũng cho thấy rằng dịch bệnh này gây ảnh hưởng nặng nề trên mọi lĩnh vực, từ kinh doanh, sản xuất, thương mại đến dịch vụ.
Và đề tài nghiên cứu của chúng em đến đây là hết. Xin cảm ơn cô và tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn.